Rồi chúng ta cùng coi chỉ số ở trận đấu này. Bộ Mai 60 ngũ hoa tăng phu sinh khí, Lamborghini thì tăng sức mạnh rất là cao. Rồi chúng ta cùng coi đồ sơ sơ nhé anh em. Rồi 119 quá kiếm VIP luôn. Rồi khán giả 23, người ta mở like nghe luôn. Mấy ông nào mà mở like nghe là hơi bị sai lầm nha. Mở like là bị đường truyền mạng sẽ yếu, mà đường truyền mạng sẽ yếu là dễ dẫn tới là bị lắc tọa độ. Mấy ông nó hơi dở đó anh em ạ. Mấy ông mà đi đánh giải mà bật coi YouTube hay là coi phim thì dễ bị delay lắm anh em ạ. Sai rồi bác Thọ Bay Mọc ơi, sai rồi. Bác Thọ Bay Mọc nên nay mùa giải hay sao ta? Gặp trận chung kết gặp Thúy Yên luôn. Thôi chúng ta cùng quay lại với trận đấu này anh em ạ. Chúng ta vừa được xem set đồ của cao thủ Lamborghini. Và bây giờ chúng ta sẽ coi nhanh cao thủ Thúy Yên. Chúng ta chỉ còn 10 giây để chúng ta sẽ coi đồ thôi anh em ạ. 5 4 3 2 1. Rồi chuẩn bị bắt đầu anh em ạ. Lamborghini thì không cần bút kim trung chảo luôn, bắt luôn. Úi rồi tăng hình nhá, rất là nhanh anh em ạ. Hay quá Thúy Yên, hay quá anh em ạ. Thúy Yên chúng ta thấy không, mặc dù trình độ BK rất là hay nhưng cao thủ bộ công an có vẻ như ở trận đấu vừa rồi hơi xui anh em ạ. Chắc do mở like nên là hơi xui. Rồi nhưng mà cao thủ Thúy Yên đã bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị chơi kiểu tàng hình chạy trốn. 1 giây cuối cùng đánh, chỉ cần 1 giây cuối cùng trúng một cô tiên thôi là cao thủ Thiên Vương đang thua rồi. Đấy, chúng ta thấy không, chỉ cần chạy thôi anh em ạ. Giờ trong những giây phút này thì ngồi lấy thể lực tí chạy tiếp. Chỉ cần phút cuối đánh đúng một cú tin vào người Thiên Vương Đao thôi là ăn rồi, là ăn đam rồi anh em ạ. Không cần đánh phải nhiều. Mình nó có nói sai thì anh em bỏ qua nha, còn nói đúng thì anh em tặng like cho mình. Rồi đó, đánh một cái đó, đánh một cái đó. Rồi trúng rồi, chạy. Rồi thì à, mình thấy tâm lý của Thúy Yên thấy chưa? Thấy tâm lý của Thúy Yên chưa? Chỉ cần để Thiên Vương Đao bắt trúng một cái là bật ngửa lên. Anh em thấy mình nói đúng thì tặng cho mình một like nha anh em ơi. Còn nếu nói sai thì anh em hãy bỏ qua cho mình. Giải nhất được thưởng gì hả? Chào bác Phạm Tùng Lân. Giải nhất là được nhiều người kính phục, được một tượng đài rất là đẹp, ai ai cũng biết, và được những phần thưởng quý giá như là phần thưởng in game, như là tiền đồng hay như là món trang sức vàng SGC. Ôi ôi, bắt choáng kìa. Ôi, nửa kia máu. Trên là bị bắt choáng anh em ạ. Pha vừa rồi thì hơi lỗi anh em, tại vì không theo dõi kịp, bị mất nửa kia máu rồi. Cái kế sách của mình đưa ra là hơi bị sai anh em ạ. Bị mất nửa kia máu rồi thì Lamborghini, cao thủ Thúy Yên phải đánh rất là nhiều thì mới gỡ lại được pha vừa rồi. Nhưng nếu mà không đánh nữa thì coi chừng thua đam. Chúng ta vừa rồi thấy bắt Lamborghini bắt choáng đúng không? Canh bắt đúng nhịp, đúng nhịp di chuyển luôn. Chào bác Nguyễn Quốc Khánh nha. Chào bác Hubi. Ở giải này trị giá dưới 1 tỷ đồng nha anh em. Trị giá phần thưởng dưới 1 tỷ đồng. Nói chung là cách BK của Thúy là đúng các em ạ. Tại vì 1, 2, 3, đùi hay quá, đùi hay quá, nửa cái máu rồi. Hay quá anh em ạ, gỡ lại, gỡ gạc rồi. Gỡ ra là những gì đã mất rồi anh em ạ. Hay quá Thúy Yên à. Pha khá bất ngờ. Gỡ ra nửa cái máu rồi. Thầy này cuộc dự đuổi anh em, cuộc đua ngựa. Úi dồi ôi, cuộc đua ngựa
cuộc đua ngựa anh em ạ. Hai con phim vũ với nhau. Rồi tàng hình rất là nhanh. Anh em hãy tiếp tục tặng like cho mình nha anh em. Anh em nào mà share được video thì anh em hãy share cho mình đến các nhóm võ lâm, để cho những anh em biết được đến server này để anh vào chơi, để có những cao thủ BK hay để cho anh em gặp nhau. Nó nghẹt mũi anh em ạ. Hay quá, thêm 1/3 máu rồi. Cao thủ Thiên Vương Đao đang cố gắng tìm một điều gì đó may mắn để mà bắt được cao thủ Thúy Yên. Thời gian thì đang trôi về phút cuối rồi. Phần thưởng qua trận chung kết này là dưới 9 tỷ đồng nha anh em, nên là các cao thủ mà để được lên trận chung kết là phải bỏ tiền, số tiền rất là lớn. Mời anh em ăn nhậu để được lọt vào trận chung kết nha anh em ạ. Ở đây hai cầu thủ này đang đánh hết thực lực của mình, hết khả năng vốn có của mình. 1 phút 20 giây anh em ạ. Thông tin ngoài lề thì theo những anh em chém gió ở nhóm Zalo thì để được lên ngôi vị quán quân thì đã phải bỏ tiền, cho số tiền rất là lớn, dưới 1 tỷ đồng anh em ạ. 1 phút nữa anh em ạ. Thiên Vương Tân Trưởng Môn gặp Thúy Yên. Thiên Vương Đao làm gì ta, không thèm đánh luôn anh em ạ. Không thèm đánh luôn. Hơi độc anh em ạ, hơi độc anh em ạ. Không thèm đánh. Ô, pha lừa tình anh em ạ. Pha lừa tình đến từ Thiên Vương Đao. Lừa tình anh em ạ, giả bộ không thèm đánh. Giờ lướt vô là lướt vô là lướt vô đó. Không thèm lướt luôn anh em ạ, 20 giây nữa. Rồi tắt anh em ạ. Ai thắng anh em? Đối anh em ai thắng á? Thì yeah. Mình thấy diễn biến trận đấu nha. Như vậy cao thủ Lamborghini bị đánh trúng tới 12.000 và cao thủ Thuy bị đánh trúng 7.000, cách biệt tới 5k đa. Xin chúc mừng cao thủ Thuy anh em ạ.